Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khải Đăng Ô tô Hải Phòng. Khải Đăng Ô tô chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả dòng xe có sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Địa chỉ của Khải Đăng Ô tô là cầu Tiên Kiệu, An Lão, Hải Phòng. Anh em nào đến khi khu vực quốc lộ 10 giao với đường 5B, đường cao tốc quốc lộ Hải Phòng đấy, thì anh em alo cho em số điện thoại 0326062789. Hoặc anh em nào xem xe gì, muốn mua xe nào, anh em cứ alo trước cho em. Sáng nay hôm nay anh chị đi xem xe Vios này, xem xe Kia Morning màu trắng biển 92A16024 đây, thì xe còn không em, tình trạng xe như thế nào, anh đến xem xe cho đỡ mất công mất việc. Đấy thì em sẽ alo sắp xếp để chủ xe mang xe đến tận đây, rửa dọn sẵn xe, sẵn sàng để chờ anh em đến xem xe. Chứ còn nhiều người đi cứ đi bảo không đấy, còn không em, đi ra nơi tự dưng là vừa bán xong hoặc là bán lâu rồi. Anh em xác định đi xem xe, xem trực diện con xe nào nhé, xem chung em không nói, còn xem con xe nào anh em đọc biển số. Nếu còn em sẽ chờ giao dịch. Anh em đã nói là anh ra xem xe đấy, mua xe đấy, em sẽ dừng giao dịch chờ anh em ra. Còn lại anh em nào dừng cọc, phi cọc ra mà đi luôn thì em sẽ không lấy một đồng tiền cọc nào của anh em nhé. Cọc 5-10 triệu cho em giữ xe cho đến lúc anh em đi ra. Nếu không ưng em gửi lại tiền cọc, không thiếu một đồng nào. Đấy là em là người Hải Phòng, em là Khả Năng Ô tô. Và em đã nói là không có nói sai với mọi người một chút nào. Còn anh em đến mua xe xem xe thì em có nước chè thơm Thái Nguyên, chè Tân Cương Thái Nguyên, mời mọi người. Ngày hôm nay Khả Năng Ô tô sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc Kia Morning màu trắng đời 2016, số sàn. Chiếc này biển 92, chắc là quê Quảng Nam, Đà Nẵng, na đang đúc lốp nắp mới. Có quả lốp đằng trước hơi kém kém một chút, nó rơi vào tầm 82% thôi. Đăng kiểm tháng 9 năm 2020 anh em. Tình trạng xe thì anh em nhìn rồi, form dáng căng đét luôn, không có đâm đụng ngập nước gì. Em cam kết các bác keo chỉ zin, cột kèo zin, đầu đít zin hết 100% luôn. Xin việc đổ xăng và đi thôi. Đăng kiểm tháng 9 năm 2020 này anh em nhìn này, đó. Rất là đẹp. Na đang đúc theo xe, cực kỳ đẹp luôn. Form dáng này, form sport anh em nhìn thấy rồi, form này rất là đẹp nhá. Chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Sân sơn si được căng bóng hết, không xước một chỗ nào luôn. Em nhìn quanh qua không xước luôn. Cánh cửa thì có dán cái chống xước khi anh em mở cửa ra kìa. Tay nắm cửa chrome, nẹp chân kính chrome, vè che mưa màu đen. Có màn hình cam nùi đầy đủ anh em. Đã thấy nhìn cái cam nùi rồi, không thiếu một chức năng gì hết. Rất đẹp. Không cần làm gì anh em, chiếc này không cần làm gì. Giá em nó là 245 triệu đồng ba rút hồ sơ cho anh em. Con này Kia Morning bản thiếu anh em nhé, 245 triệu đồng ba rút hồ sơ. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với mình, liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Khả Năng Ô tô sẽ bán chiếc này cho mọi người về đi lại gia đình. Anh em nào yêu màu trắng, chị em nào thích màu trắng, liên hệ với em ngay để có thể sở hữu ngay chiếc Kia Morning đời 2016 mà giá rất bất ngờ, chỉ có 245 triệu đồng ba rút hồ sơ cho anh em.